la, trời ở nhà chủ nhật chán quá, chắc mình đi qua nhà con Mai kiếm nó rủ nó đi chơi mới được, ở nhà chán gì đâu á. Lan, con định đi đâu đó? Dạ, ở nhà chán quá mẹ ơi, cho nên là con tính qua nhà con Mai kiếm nó rồi rủ nó đi chơi á. Ủa mà mẹ kêu con có gì không? Ơ, sao lại con bé Út nó lại ở đây? Trời đất ơi, nó không ở đây thì nó ở đâu? Nhà nó mà. Mẹ nói con nghe nè, nay em á nó được nghỉ hè rồi, cho nên là nó ở nhà một thời gian. Cho nên á con coi mà chơi với em nha không? Đừng có bỏ nó một mình tội nghiệp. Lâu lâu em nó mới được nghỉ hè đó. Trời đất, cái gì hả mẹ? Nghĩ sao mà mẹ hả lại kêu con là chơi với bé Út vậy? Ừ, cái con nhỏ tự kỷ này, ai mà chơi với nó cơ chứ? Thiệt là phiền phức, tính đi chơi mà cũng không được yên. Ú mà thôi thôi thôi, bây giờ mẹ cứ trông em trước đi, con đi qua nhà con Mai chơi, chiều rồi có gì về con tính. Trời, cái con nhỏ này bây giờ dám cãi mẹ nữa hả? Nó là em mày đó nha, có đi chơi á thì dắt em nó đi theo với. Út, con đi chơi với chị Hai nha. Dạ con thích lắm, con muốn đi chơi với chị Hai ạ. Thích cái gì mà thích, ở nhà đi, mệt không có đi đâu nữa hết á, mất cả hứng à. Trời ơi, cái con Hai này, con bị làm sao vậy hả? Nó là em của con đó, làm chị mà lúc nào cũng hách hỉa em mình là sao? Thôi hai đứa chơi với nhau đi, mẹ đi nấu cơm đây, không có được ăn hiếp em đó nghe chưa. Sức, ai mà hèm ăn hiếp nó làm gì hả mẹ? Ê, mệt thôi con đi lên phòng đi, nó làm gì thì nó làm. Ủa mẹ ơi, chị Hai không thích chơi với con hả? Thôi thì cho con về ngoại đi. Không có được con, ngoại đang bệnh, ai trông con ở đây đi, chị Hai chơi với con, chắc hôm nay nó không được vui chuyện gì đó, cho nên nó mới như vậy. Thôi con lên phòng hỏi nó đang làm gì, con xin nó chơi đi, bây giờ mẹ nấu cơm cho hai đứa ăn, để trễ. Dạ mẹ, con biết rồi, để con lên phòng kiếm chị Hai. Hey, chán gì đâu, được có ngày nghỉ, mà hả lần này mình phải chịu con nhỏ em tự kỷ của mình, dài dài luôn rồi. Trời ơi, nó nghỉ hả mấy tháng hè, chết mình rồi. Chị Hai ơi, chị Hai đang làm cái gì á? Chị Hai có gì chơi cho Út chơi với? Út ở dưới nhà một mình, Út buồn quá à. Ê, con nhỏ kìa, ai cho mày vô đây hả? Đi ra ngoài làm ơn ra ngoài giùm cái đi. Cái gì đâu mà bực mình quá đi à. Đi đâu cũng đi tè tè đi theo hết á, tức cái mình. Thôi, mày cứ ở trên phòng tao chơi đi, bây giờ tao đi qua nhà bạn tao chơi. Nhìn cái mặt mày là tao bực bội rồi. Ơ, sao chị Hai lại khó chịu với mình hoài vậy ta? Mình chẳng muốn chơi với ai hết, mình chỉ thích chơi với chị Hai thôi. À, chị Hai có cái đầm đẹp quá, mình phải lấy mặt thử mới được. Chồng mình thật là xinh, chị Hai mà thấy mình mặc bộ đồ này chắc chị Hai vui lắm. Không ngờ mình mặc đồ của chị Hai cũng vừa ấy luôn nè. Thôi mình đi xuống bếp phụ mẹ vậy. Tôi đến rồi nè, bà đợi tôi có lâu không? Ủa, đây là ai đây? Ôi, nhìn cái mái tóc vàng thật là đáng yêu. À, đây là con nhỏ em của tôi đó mà. Chồng nó đáng yêu giống tôi đúng không? Dạ, em chào chị. À, chị chào em. Không ngờ em của bà lễ phép quá ha. Chị ơi, chị cho tiền em đi mua kem đi. Đây nè, em nhớ đi cẩn thận, đi rồi quay về liền nha chưa. Không có la cà giống như bữa trước, lạc là hai tiệm không có ra đâu đó. Nè, đi đi, hai đứng đây hai đợi. Dạ em đi đây, em cảm ơn hai, em chào chị. Ơ, chẳng bù cho con em gái mình, một cái con nhỏ tự kỷ không biết bao giờ nó mới lanh lẹ được như em người ta, chán ghê á. Biết sao không, tại vì á hả tôi vướng cái con nhỏ em ở nhà nè, phiền phức cho nên tôi mới ra chở. Sao bà không dắt em bà ra đi chơi chung luôn, cho nó chơi với em nhỏ em của tôi nè. Thôi thôi đi bà, bà nghĩ sao mà bà kêu tôi dắt nó đi theo chơi chung vậy, phiền phức lắm, nó tự kỷ nó chả muốn chơi với ai đâu. Phải chi mà em tôi nó được một phần lanh lẹ như em của bà thì còn nói gì nữa. Thôi đi bà ơi, bà đừng có nói vậy, con nhỏ em của tôi hả nó lanh chanh, nó khỉ khọt, nó quậy lắm. Trời ơi, nó suốt ngày nó la cà thôi à, mà nhõng nhẽo thì thôi á, muốn cái gì là được cái đó. Nhưng mà tôi vẫn thương nó, tại vì dù gì á nó cũng là em của tôi mà, giờ nó có quậy phá cỡ nào thì tôi cũng thương nó hết trơn á. Mà đó, bà thấy chưa, nó đi mua kem tới bây giờ nó vẫn chưa về luôn, không biết lại lang thang la cả đâu nữa rồi.
Chị hai em về rồi nè. Trời ơi, chuyện gì đây? Cái gì mà khóc bù lu bù lo lắm vậy? Kêu đi mua kem, rồi kem đâu? Hồi nãy em đi dọc đường, con nhỏ kia nó chê em là tóc màu vàng nhìn thấy gớm. Thế là em bay vô em quýnh lộn với nó, xong rồi nó xé rách váy của em. Ôi trời đất ơi, con gái con nuôi mà quýnh lộn, nó nói gì thì kệ nó, mình cứ coi như là không nghe không thấy rồi đi về với ai. Thôi, thôi 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 thôi, cái kiểu này mà chơi bời gì nữa, đi về. Thôi tôi xin lỗi bà nha. Lan ơi, tôi hẹn bà bữa khác, chứ bà nhìn con nhỏ em tôi coi, bây giờ đầu tóc tai mặt mũi nó kìa, trông thấy ghê quá. Ui trời, không ngờ em của bà cũng quậy vậy hả? Hey, ừ vậy thôi, bữa khác cũng được. Thưa mẹ, con mới về. Giỏi quá à, sao mà không đi luôn đi, đi chơi bỏ em một mình vậy á. À, chị hai về rồi, chị hai về rồi, chị hai chơi với Út nha. Ê con nhỏ kia, ai cho mày lấy đồ tao mặc hả? Mau cởi ra ngay, lẹ. Còn không ha, thì đừng có kêu ta là bằng chị hai này nọ nữa nha. Chưa làm chị cái kiểu gì vậy hả? Út, thôi con trả đồ ra cởi cho chị hai đi, ngày mai mày dắt con đi mua cái khác. Dạ em xin lỗi hai, để em cởi ra. Thôi con đi lên phòng đây, bực bội. A à, mẹ, mẹ ơi. Hả, cái gì, làm gì mà con kêu mẹ hấp tá hấp tấp vậy? Mẹ, mẹ có thấy cái gương mà của chị hai tặng cho con hồi mấy năm trước không mẹ? Con để đâu con quên mất tiêu rồi. Ôi trời, cái gương đó hả? Mẹ không biết, nhưng mà nó cũng đã cũ lắm rồi, bỏ đi con. Dạ không, đó là quà của chị hai tặng cho con không bỏ đâu. Thôi con đi kiếm đây. Hay, tội con bé, nó cứ giữ khăng khăng cái gương nó của nó như là một cái của báu. Còn con hai thì không biết khi nào nó mới biết thương em nó đây. Chán thiệt hai chị em nhà này. Hôm nay mẹ có việc bận, mẹ phải ra ngoài. Bé hai con ở nhà coi em nha, không có đi chơi nữa đó. Muốn đi thì đợi mẹ về rồi đi. Bây giờ mẹ đi đây. Hay, lại phải coi cái con nhỏ em phiền phức này. Hello, bà ơi đi chơi không? Nay tôi rảnh nè. Ngày mai nghe dự báo thời tiết là mưa đó, không có đi được đâu. Bây giờ mình tranh thủ mình đi đi. Ờ, nhưng mà con nhỏ em tôi, mẹ mới kêu là phải coi nó nè. Dạ, em chào chị Mai. Để em đi lấy nước cho chị Mai uống nha. Thôi được rồi, em gái của bà ngoan quá ha. Hay là bà dắt nó đi theo luôn đi. Không có được, trời ơi phiền lắm. Thôi bây giờ tôi với bà đi. Bây giờ hả, trốn nó, tôi khóa cửa lại, đi một xíu rồi về chắc không sao đâu. Có ổn không đó? Ổn mà, đi. Út ơi, xuống dưới pha cho hai chị hai ly nước cam đi nha, lẹ lẹ. Dạ Út biết rồi, bây giờ Út đi pha liền. Đi bà, bây giờ tôi với bà tranh thủ đi, để tôi khóa cửa lại. Ủa, chị hai đâu rồi ta? Không biết chị hai có sao không nữa. Trời ơi, sao thấy trời sắp mưa rồi. Mình phải đi tìm chị hai mới được. Ủa, trời đất ơi, mưa gió mà nhà sao trống không vậy nè? Hai chị em nó đi đâu rồi không biết nữa. Thưa mẹ, con mới về. Ủa, con đây, rồi bé Út đâu? Ủa, Út ở nhà mà mẹ. Con đi mua đồ, con nhốt bé Út lại ở trong nhà nè. Trời đất ơi, mẹ đã dặn con sao? Đi đâu cũng phải dắt em theo. Còn không á, thì cũng phải ở nhà trông em. Nó còn nhỏ như vậy mà con để nếu đi một mình bây giờ đó, đi kiếm em lẹ lên. Trời thì sắp mưa to rồi kìa. Trời, con biết kiếm em bao giờ? Ở đâu bây giờ? Con xin lỗi mẹ. Đây là nhà của em đúng không? Dạ đúng rồi, em cảm ơn anh. À mẹ, chị hai về rồi, làm em lo quá. À tại sao nhà lại để cho em nhỏ nó đi ra ngoài đường như vậy? Tôi thấy trời sắp mưa to, liền hỏi thăm và dắt bé về nhà. Lần sau gia đình nhớ trông bé cẩn thận hơn nha. À tôi cảm ơn anh nhiều nha. Thôi không có gì, bây giờ tôi phải đi về để kẻo bão tới. Út, con đi đâu vậy hả? Tại sao con không ở trong nhà, chị hai đi mua đồ mà con lại trốn ra ngoài cơ chứ? Dạ không phải đâu mẹ, con không có trốn đi chơi đâu. Con đi pha nước cam cho chị hai, xong con vòng ra con thấy trời sắp mà mưa to, con lo cho chị hai, con sợ chị hai bị người ta bắt cóc, cho nên là con lỡ chui qua hàng rào để đi kiếm chị hai. Nhưng thật may là chị hai đã về rồi. chị xin lỗi em nha Út. Chị lại bỏ mặc em một mình, để còn để cho em lo cho chị nữa. Chị thiệt là xấu xa quá mà. Có một đứa em gái ngoan như vậy mà lại không thương yêu,
Chị xin lỗi, từ nay chị sẽ thương yêu em và không bắt nạt em nữa, không la mắng em nữa. À, thiệt không chị hai? Út cảm ơn chị hai nhiều. Út không có phải là bị tự kỷ đâu, nhưng mà Út chỉ muốn chơi với chị hai thôi. Út muốn chị hai dắt Út đi chơi chỗ này chỗ kia. Ừ, được rồi, để ngày mai chị hai dắt Út đi chơi luôn ha. Nguyên cái mùa hè này, chị hai sẽ dắt Út đi đến nơi này nơi kia. Thôi được rồi, mẹ thấy hai đứa như vậy là mẹ vui rồi. Thôi vô nhà ăn cơm, hai đứa phải yêu thương nhau biết chưa? Dạ, con biết rồi mẹ, con xin lỗi mẹ. Hai xin lỗi em nha Út. Dạ. Ten ten, và thế là câu chuyện của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Qua câu chuyện này thì mấy em hãy rút ra được bài học, đó là hãy yêu thương em mình, và ngược lại em cũng phải yêu thương chị mình, vì chúng ta là cùng một mẹ sinh ra, cho nên là phải biết yêu thương nhau, nhường nhịn nhau. Còn bây giờ thì câu chuyện đến đây cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện sau nhé. Bye bye.